phá cho hồi. Chuyện làng xóm ơi âm ba lăng, nhiều chuyện lắm ôi thật lăng nhăng. Vì thương nhau kiếp trước, gần nhau là có phước. Ôi bỏ qua chẳng sao đâu ba cái chuyện tào lao, chuyện tầm phao. Phố âm ba lăng. Vậy là ta đã thành công rồi, ta đã thành công rực rỡ rồi. Chuyện này ta sẽ được ghi vào sách kỷ lục Guinness. Kha 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 kha. Xong rồi, xong rồi. Chúng ơi, mày tài quá. Ê, tâm kiếp xuông mày làm gì? Mày mới làm nhảm gì mấy thằng khùng mắc bố cho mày. Chú Đâm, con không có khùng đâu. Con mới vừa sáng chế ra một phương thuốc vĩ đại. Sáng chế một phương thuốc vĩ đại? Dạ. À, tao tưởng mày chế máy bay không người lái hay gì chứ gì kìa. Ngoài ra chú Năm ơi, con mới vừa sáng chế ra một phương thuốc có thể làm xó bay vết chân chim. Vết chân chim? Dạ. Ủa làm sao mày nói từ chợ búa chút xíu cho tao hiểu đi chứ giờ mày nói gì chân nhà, chim? Nhà nhà con lúc này có mấy con gì nó bu quá. Chú, con nói chú nghe. Ừ. Chú không hiểu về vết chân chim đúng không? Không. Vết chân chim có nghĩa là nó theo thời gian, nó có hằn lên đôi mắt. Và văn học người ta gọi là vết chân chim. Sao bữa nay mày nói chuyện sao văn chương quá vậy? Tao thấy giống mấy thằng mà trong mấy cái chương trình mà giới thiệu mà về vấn đề mà khoa học động vật gì đó. À, không phải, tại mấy bữa nay con đọc báo nhiều quá. Ủa, kỳ vậy? Báo gì? Báo phụ nữ. Mình chết quá em nội. Tại vì con sản phẩm con đọc báo phụ nữ thì con mới biết là những phụ nữ và những người lớn tuổi họ trăn trở vì những nếp nhăn sẽ làm họ xấu đi. Còn khi con đã sáng chế ra cái phương thuốc này sẽ làm trẻ hóa làn da. Khi mình dùng nó mình sẽ trẻ đi. Lúc đó chú Năm không còn là chú Năm bây giờ nữa mà chú Năm sẽ trẻ hơn số tuổi của chú Năm biết bao nhiêu lần. Hay, hay nha. Thiệt không mày? Thích chưa, thích chưa, thích chưa. Mà sao tao thấy nó thường quá vậy, giống xá xị với nước cam hay gì quá nha mày. Có đâu, cái này là thuốc hết á. Thấy thấy giống giống vậy chứ là mình sử dụng nó là rất là hiệu nghiệm đó chú. Ok, bây giờ vậy. Nếu mà thật sự vậy đó, chú Năm trẻ lại khoảng nhiêu tuổi? Xài cái này hả? Ờ. Xài cái này á, chú Năm trẻ lại khoảng 20 tuổi luôn á. Gì ghê mày? À, thế vậy là tao trẻ hơn Cha Lạc hả? Lúc đó Tí Lạc sẽ là người ngưỡng mộ chú Năm. Lúc đó chú Năm chỉ cần đi hất mặt lên trời. Con nghĩ lúc đó dì Vui chắc không xứng với chú Năm đâu. Đâu có, bây giờ là phụ nữ khoái khoái phi công trẻ giống như chú Năm vậy nè. Lúc đó dì Vui mày sẽ khoái tao chứ không khoái cho Già Lạc nữa đâu. Dòm cho Già Lạc thấy ghê quá. Phương thuốc này sẽ làm cho con người ta trẻ ra. Sau đó con sẽ là người nổi tiếng trên cái đất nước Việt Nam này. Chú Năm à, con nói chú Năm nghe. Alo. Dạ sao? Chị gặp em à? Chút xíu được không chị? Gấp lắm mà. Coi cái hàng bữa em giới thiệu chị. Đó, em đây liền. Chú Năm đợi con xíu rồi chú Năm. Kêu chi mà gấp dữ vậy? U thử coi sao. Hơi khó uống à. Mùi khó chịu quá. Nhưng mà mình sẽ trẻ lại 20 tuổi. Mình sẽ trẻ lại 20 tuổi. Vui ơi, Vui hãy đợi năm nghe Vui. Trời ơi, Gì?
có trong chỗ trốn xíu nha. Có ai vô hỏi em mà đừng có chỉ nha. Cái gì vậy trời? Thằng Tâm đâu rồi? Tâm đâu? Dạ. Mày thấy Tâm đâu không? Dạ chú Nam. Tâm hả? Ừ. Có chuyện gì chú Nam? Cái thằng này quá đáng nha. Trời đất ơi, nó dám lường gạt chú. Trời ơi, nó gạt chú. Bữa nay là tao phải tìm ra bằng được nó ha. Tao truy nã thằng này, tao phải cho nó biết tay tao. Trời đất ơi, chú Nam ơi, chú Nam sao tự nhiên chú Nam cho nó mượn tiền hay gì chứ gì trời? Tao cho nó mượn tiền hồi nào? Nó lừa gạt chú Nam bán ba cái đồ của nó phải không? Ba cái đồ mà thực phẩm chức năng gì đó, ba hàng đa cấp gì của nó phải không? Không, nó cũng không có bán chú Nam ba cái đồ đó nữa. Vậy chứ sao, nó lừa tình chú Nam hả? Vậy vậy bà, nó lừa gạt nhan sắc của chú Năm. Trời ơi, lừa gạt nhan sắc của là sao chú Năm? Bây giờ có bản mặt tao mày không thấy vậy? Mặt tao như ông lò này nè, mày thấy không? Ủa, mặt chú Năm bị gì vậy? Đó, thì thằng quỷ tâm kiết su này nè, nó đang điều chế, pha chế ra được một cái hỗn hợp để làm trẻ quá da lại 20 năm sau. Đó, nó nói nó tao là sức uống cái này vô là sẽ mất đi cái dấu chân chim. Mà bây giờ không mất dấu chân chim mà giờ mày thấy không, cái thành cái dấu chân gà ha, là cái dấu chân khủng long cái gì trên mặt tao không à, mày thấy không? Bởi vậy trời đất coi, cái thằng này nó có biết cái gì đâu mà chú Năm tin lời nó vậy, không biết nữa. Cái thằng này nó có biết gì đâu mà pha chế chứ không pha chế. Vậy chú Năm cũng tin lời thiệt tình chú Năm, bởi chú Năm dở, con nói chú Năm rồi. Nó biết bao nhiêu lần rồi, giải hoài chú Năm chịu nghe lời con. Ý cũng nói rồi, cũng khuyên chú Năm rồi, chú Năm không nghe lời con. Bây giờ nó đâu? Thằng Tâm, ra đây mày! Nó gạt chú Năm. Nó đâu? Nó ở trong sân bếp á. Con nói thiệt chú Năm nha, đang rửa tay để làm sao chứ không gì hết á. Nghe cái vụ mà nó còn gạt chú Năm, còn dụ dỗ chú Năm, còn tức còn chạy lên đây còn cãi chú Năm. Con dụ dỗ, con gạt chú Năm hồi nào? Cái này là chú Năm tình nguyện. Chú Năm tình nguyện, chú Năm làm chuột bạch cho con thí nghiệm. Ở đâu ra con dụ dỗ chú Năm hồi nào? Tự nhiên làm chuột bạch cho nó. Chú Năm còn nói là cho chú Năm độc quyền cái sản phẩm này và không cho Tí Lạc xài nữa, đúng không? Nhưng mà mày hứa với chú Năm là mày xóa vết chân chim cho chú Năm. Mà bây giờ tao quất vô rồi tao có thấy xóa cái gì đâu. Tự nhiên cái mặt tao không có vết dấu chân chim vẫn còn. Mà giờ thêm cái dấu chân khủng long với dấu chân gà gì cho mặt tao tùm lum nè. Cái này nó hên xui, còn đang thử nghiệm mà. Trời, mày thử nghiệm mà mày đưa tao ra thử nghiệm hả mày? Thì thử nghiệm nó có nhiều cách thử nghiệm. Thì trong đó nó có nhiều thứ để mà thử nghiệm mà. Ừ, mày pha chế cái gì trong đó? Có cái gì trong đó mà mặt tao đang vậy? Thì nha đam. Nha đam được nè. Mát mà. Nha đam thêm chút xíu mật ong. Mật ong rất là đẹp da, được. Rồi con thêm chút cho trấu với lại miếng tàn thuốc. Trời gì con cho trấu tàn thuốc trong đó đó mày? Chưa hết, còn thêm miếng muối, đường, bột ngọt, tiêu với ngũ vị hương. Mày pha công thức gì giống như là cái đồ chấm chân gà nướng nha mày? Chấm chân gà nướng gì, cái này là mình thí nghiệm mà. Ủa rồi mày lấy cái công thức này đâu ra? Ở trên internet phải không? Không, con đâu có lấy trên internet đâu. Trời ơi, Nằm mơ. Đó, đừng cho nó mượn tiền. Ủa, con chú Năm cho mượn tiền á? Tao đâu cho mượn tiền đâu. Ủa, không lẽ là chú đi mua mang cái đồ dởm của nó? Thấy không? Đừng cho nó nha. Từ đây chú cho mượn tiền á. Còn nữa, chú Năm còn nói với con là chú Năm chỉ có cho chú Năm độc quyền cái sản phẩm này và không cho